Xin chào các bạn, Trang đã quay trở lại rồi đây. Ngày hôm nay Trang quay trở lại với một video giới thiệu với các bạn mẫu xe hot nhất phân khúc A, Hyundai Grand i10. Theo số liệu của VAMA, Hiệp hội xe hơi trên thế giới, chiếc Grand i10 liên tục nằm trong top 10 chiếc xe bán chạy nhất của tháng. Gần đây nhất, tháng 6 2020, chiếc xe đã được bán ra với 1.022 chiếc. Trước đó, tháng 5, số lượng xe được bán ra là 1.076 chiếc xe. Với những con số ấn tượng như trên thì chúng ta hoàn toàn tin tưởng rằng đây chính là mẫu xe hạng A mà khách hàng sở hữu nhiều nhất tại phân khúc. Nào, còn chần chờ gì nữa, hãy cùng Trang Ninh nghiên cứu xem chiếc xe có đặc điểm gì mà được ưa chuộng như thế nhé. Đầu tiên phải kể đến về giá xe và phiên bản xe. Xe được chia làm hai dòng sản phẩm, sedan và hatchback, với 3 phiên bản lần lượt là số sàn tiêu chuẩn, số sàn đủ và số tự động. Có giá như sau: xe sedan số sàn 350 triệu, số sàn đủ sedan 390, số tự động sedan 415 triệu. Đối với bản hatchback, bản bay có giá 330 triệu, bản số sàn đủ 370 triệu và 402 triệu chính là số tự động của hatchback các bạn nhé. Nào, trước mắt chúng ta đây chính là một chiếc xe số sàn sedan bản đủ đang có giá bán là 390 triệu. Là giá niêm yết, chưa bao gồm chi phí đăng ký đăng kiểm. Còn ở đại lý của Trang có giá bán là 383 triệu 100 nghìn. Các bạn có thể tiết kiệm được gần 10 triệu đồng nếu lấy xe tại chỗ Trang nhé. Đầu tiên, phần đầu xe chúng ta dễ dàng nhận thấy thiết kế thác nước truyền thống của Hyundai được phiên mã chrome sáng bóng. Xe Hyundai Grand i10 có chiều dài lần lượt là 3.995mm, 1.660mm, 1.505mm. Chiều dài cơ sở là 2.425mm. Xe được trang bị đèn pha halogen cùng với cái la răng 14 inch vừa đủ phù hợp với chiếc xe, làm giảm tiếng ồn và di chuyển êm ái hơn trên các cung đường. Xe cũng được trang bị gương gập điện, chỉnh điện, xi nhan LED, tiện ích tay nắm cửa mạ chrome và có tích hợp nút một chạm hiện đại nhất phân khúc. Chỉ cần đeo chìa khóa ở bên mình là chúng ta hoàn toàn có thể đóng mở được cửa bạn nhé. Xe cũng có cái đường gân dập nổi để tăng tính khí động học cho xe. Về phần đuôi xe, nổi bật với thanh mạ chrome nối dài ở cốp sau, nối liền hai đèn hậu phía sau, dễ dàng nhận biết. Tên xe Grand i10 được trình bày dễ dàng nhìn thấy, nhìn nhận tên thương hiệu. Xe cũng đã được trang bị camera lùi tích hợp với màn hình DVD ở phía trước, cảm biến lùi 4 mắt ở phía sau, tăng phần an tâm khi lùi chuồng, nhất là cho các khách hàng nữ và khách hàng mới lái xe. Nào, chúng ta hãy cùng nhau ngắm nhìn kỹ hơn về phần đuôi của chiếc xe này nhé. Ở phía dưới này thì chúng ta sẽ có miếng phản quang ở phía sau thôi ạ. Bốn mắt cảm biến. Về phần cốp xe thì cốp sau của xe Grand i10 khá là rộng rãi. Cơ bản là đối với nhất là những bác mà chạy dịch vụ hoặc những gia đình mà hay đi xa đi về quê thì cái cốp này chúng ta hoàn toàn có thể đựng được rất là nhiều đồ để di chuyển. Ở phía dưới tấm chắn khoang chính là cái lốp dự phòng ạ. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau khám phá xem khoang lái của xe có gì nhé. Của Grand i10 được phối màu sắc khá là hài hòa, có hai tông màu tương phản, đấy là màu kem và màu đen, nhìn khá là trẻ trung. Đây, chúng ta hãy cùng nhau ngắm nhìn nhé. Về phần táp lô thì táp lô chúng ta đây là táp lô nhựa. Vô lăng thì đã được trang bị các cái nút tăng giảm âm lượng. DVD của chúng ta thì là DVD có GPS dẫn đường. Hệ thống điều hòa thì chúng ta đang sử dụng điều hòa chỉnh cơ. Cửa gió được bố trí rất là hợp lý. Tay cần số thì nhìn cũng khá là sang trọng. Chúng ta cũng có ghế gạt tàn tẩu thuốc lá ở trên xe nhé. Rất là tiện ích ạ. Khu vực sạc điện thoại. Và bây giờ chúng ta sẽ thử ra khoang sau xem nó có rộng rãi không nhé. Đối với khoang hành khách thì theo như Trang thấy ở đây thì khoang hành khách dành cho người ngồi sau có không gian khá là rộng rãi và Trang nghĩ rằng mọi người sẽ không phải quá là mệt mỏi khi mà đi trên những cái cung đường dài. Nói chung ấy là với cái tầm tiền khoảng tầm 300 đến 400 triệu
mà sở hữu một chiếc xe sedan như i10, động cơ 1.2, có trang bị an toàn chống bó cứng phanh ABS và phân bổ lực phanh điện tử EBD, có túi khí, sở hữu 4 loa âm thanh, hộp số sàn 5 cấp phục vụ gia đình hoặc chạy dịch vụ, thì theo Trang nghĩ nó rất là tối ưu. Đây là cái bảng thông số của Grand i10. Chúng ta hãy cùng nhau ngắm nhìn lại một chút sản phẩm bán chạy nhất phân khúc A. Bên Trang hiện thì đang khá là đầy đủ các màu, thì các bác hãy nhanh tay để sở hữu nhé. Để có được giá hợp lý hơn nữa thì các bác hãy liên hệ với Trang qua số điện thoại 0346 281618 hoặc 0868 329196. Đừng quên nhấn sub và like để theo dõi những video tiếp theo của Trang nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.